Và bây giờ hãy sẵn sàng với vị trí xuất phát của mình. Cả ba sẽ thi đối kháng cùng một lúc. Và 2 phút dành cho các bạn bắt đầu. Đó, đúng rồi. Chúng ta phải lấy bóng ngay từ những quân cách đầu tiên bằng chiếc muỗng chứ không được chạm tay vào bóng. Hay quá Yến ơi. Có kinh nghiệm chơi với con này Yến ơi. Tốt lắm, tốt lắm. Gia Gia, cố gắng lên nào. Tôi tin vào khả năng giữ thăng bằng của Gia Gia. Bạn Linh di chuyển rất nhanh. Với đôi chân trần của cô ấy thì những cái bóng này hoàn toàn dễ dàng để chinh phục được. Hay quá em ơi. Và thời gian chỉ còn 30 giây nữa mà thôi. 30 giây cuối cùng rồi. Cố lên Gia Gia, cố lên Thầy Yến và cố lên Linh ơi. Rất bình tĩnh, rất bình tĩnh. 10 9 8 7 6 5 4 3 2 1. Hết giờ. Dạ, bây giờ em sẽ kiểm tra nhanh hoàng. Dạ, xin mời Khả Như. Em sẽ kiểm tra từ Gia Gia đi. Gia Gia 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 8. Xin năng lực. Dạ. Chị đếm cái gì Chiến? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Wow. Chúc mừng ba chị em. Hơi dữ dội nha. 2 4 8 8 10 và 11. Đó là thành tích của chị em nhà cám. Ủa, bằng nhau hả? Em đến 11 hả? Dạ. 11? Dạ. Hiệp phụ em ơi. Hiệp phụ. Bây giờ hiệp phụ. Rồi, xin mời hai okay, bạn ngồi đi. Ok, xin mời ạ. Mà tại sao mình lại phải chơi hiệp phụ em nhờ? Dạ vì cân bằng số lượng bóng với nhau nên bắt buộc chỉ có một đội được 100 điểm thôi. 3 2 1 bắt đầu. Bắt đầu. Không, em hiểu chị Yến. Chị Yến thương đàn em, nhượng bộ đúng không? Thật ra là như thế này này. Ê. Em cảm ơn chị Yến. Em cảm ơn chị Yến. Em cảm ơn chị Yến. Em cảm ơn chị Yến nhiều bộ em. Thôi vậy thôi, nói vậy rồi thì thôi. Người ta nói vậy mà sân si gì nữa. Ừ, thì thôi. Xin chúc mừng cho đội chị em nhà cám được 100 điểm.